bắt đầu livestream cho bọn ở chợ nhà xem nhá. Đang gọi làm gì ấy? Sát biển. Nhà máy điện nguyên tử thì bắt buộc phải xây sát biển thôi. Dân tình vẫn đang lướt sóng này. Nhà máy điện nguyên tử thì là sản xuất điện đấy chứ. Nhà máy điện là sản xuất điện để mình dùng ấy. Nó phải xây ở đây gần biển để nhỡ may có sự cố xảy ra thì nó có nước biển để nó làm mát. Đây, nhà máy điện này là bị sóng thần nó đánh làm hỏng thôi. Quá thằng hầm. Mấy thanh niên đang lướt sóng rồi mày ơi. Hôm qua đội này lên núi trượt tuyết, hôm nay xuống biển.
trong khi mấy thanh niên nhà mình co ro thì người ta đi tắm biển. Tối bọn ta đi tắm dưới nước nóng, đủ hết các trò rồi. Hai ngày cuối năm, một ngày đầu năm, mấy thanh niên Việt Nam này đang bàn cách là khôi phục lại thành phố Fukushima, đang bàn nhau là sẽ xây như thế nào và đóng tàu đây để cho du học sinh là bay từ, bơi từ Việt Nam về, từ Nhật Bản về Việt Nam. Đây, các giáo sư đầu ngành đang tính toán là xem phát triển nhà máy Fukushima như thế nào. À, xây dựng nhà máy điện nguyên tử nào, đóng thuyền bơi về Việt Nam nào. Về Việt Nam xây nhà máy điện, sau đó tính là kè lại cái bờ này. Kè lại bờ này đúng không? Xây cái tượng đài thằng Giang đây, giáo sư tiến sĩ. Lịch sử học, toán học, văn học, sinh học cái này. Lên đà gần biển. Đà ra gần biển về xây cái tòa cái này. Đà cho vẻ vàng cho họ lên, trở Thanh Hóa lên. Con đang biển là một giáo sư bốn bạn. Còn giáo sư... giáo sư bốn thật. Người đầu tiên thì đứa đó có bốn bạn. À, Dương Quảng Đại đã xem. Dương Quảng Đại ơi, hôm nay là bọn anh đi bơi. Sóng cái xanh chưa kìa. Hôm nay đi tắm biển Đại ơi. Đại à? Đại, Đại nhìn nó sẵn rồi. Mèo ăn chưa? Thằng Quân Nam nó bảo chúng mày đầu đất để học xây cầu đi kìa. Bại tướng chú ạ, bại tướng trong tay cháu. Rủ solo. Đúng tiền. Hôm nay bọn chú đi bơi Nam ạ. Hôm nay đi tắm biển. Đại giấy nhau bọn ta tắm biển vui không Đại ơi? Ô, tự nhiên mà hết sóng rồi. Đây là dân Nhật đang lướt sóng ở cạnh nhà máy điện nguyên tử Fukushima nhé. Đây nhà máy điện nguyên tử đây. Thôi ra xe ô tô đi. Được rồi. Về phố chơi để đón giao thừa thôi.